Rồi có một anh bạn yêu cầu quay lên cái lô mà không bấm đá. Đây, lô không bấm đá này thì 6 cây 300, 50 ngàn một cây. Đó, theo yêu cầu nè, anh có xem thì video đó, thì anh xem anh có ok thì anh alo nha. Còn người nào thì thấy trước thì có nhu cầu thì mua trước nha. Rồi, đây là 3 cây đầu tiên. Đang trồng ta đợi Rồi, rồi. 3 cây tiếp theo, 3 cây tiếp theo trong cái lô mà 6 cây 300 đây nha. Này, mấy cái này nó dài dữ dội luôn rồi. Đó. Rồi, anh bạn gì đó có xem thì nếu mà có thấy thì có ok điện mình nha. Nha. Đây. Đó, 6 cây là 300 nha. Rồi. Xin kết thúc.